Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2016, Quỳnh Nga lại có mặt trong công ty Đồng Xuân Spa và tham dự lớp học massage cosmetic. Lớp hôm nay chỉ có 2 học viên nhưng mà học rất là nhiệt tình, rất chịu khó học và tiếp thu bài rất là tốt. Em rất thú vị và cô giáo dạy rất là tỉ mỉ và cẩn thận và kỹ lưỡng. Tới ngày hôm nay thì em rất là tốt, học cũng thấy thích. Em kể là em tham gia những lớp học gì? Dạ. Trang điểm này, dạ. Cosmetic này và cái gì nữa? Em tham gia cosmetic và trang điểm với nối mi. Dạ, tới ngày hôm nay thì em cảm thấy là em tự tin chút xíu. Và cũng hỏi thêm một chút nữa là ở cái vùng em ở thì em đã mở cửa hàng, đã mở tiệm chưa hay là bây giờ học về mới mở? Em chưa có mở tiệm, em học về thì em mới kết hợp với con gái để mở tiệm. Học ở đây thì cũng hứng thú và thích. Dạ. Cô con gái bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con gái em 21 tuổi. À, con gái 21 tuổi, cháu đi học phổ thông xong cháu đang học Ausbildung. Nhưng mà chơi xong tới tháng 8 xong mình cháu học trước, cháu thích cái thú vị cái ngành thông điệp. Vâng, và xin hỏi một chút nữa là qua cái phương tiện gì mà em lại biết được cái trung tâm Đồng Xuân Spa này? Dạ, thì em có một người bạn cũng mở tiệm móng tay. Họ em nói em trên này học rất là good, cứ thử đi. Em lên đây thì em thấy em cũng ok. Dạ. Và riêng cá nhân Quỳnh Nga thì rất là cảm ơn em. Bởi vì là vừa rồi đây đã được em trang điểm và chị cảm thấy rất là ưng ý, tay nghề rất là thạo và em có một cái khả năng đấy. Chúc mừng nhá. Em cảm ơn chị. Chúc mọi điều tốt lành. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và thưa các quý vị, chúng ta hãy đến với trung tâm Đồng Xuân Spa. Vâng, Việt Báo .de luôn đồng hành với sự phát triển của Đồng Xuân Trung tâm Spa và xin các quý vị có nhu cầu hãy liên lạc với chị Tâm theo số điện thoại 0172 990 9985 và địa chỉ tại Hedbergstrasse 3334-10365 Berlin, phòng 412 tầng 3, đối diện chợ Đồng Xuân Berlin. Trân trọng kính mời. Trung tâm Đồng Xuân Spa có những giáo viên rất là thạo nghề, rất là giỏi, hướng dẫn và phát bằng chứng chỉ cho tất cả các học viên. Học xong ở đây ra có thể mở tiệm được ngay.